Hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi tắm sông và đi bắt cá về nướng cho anh em xem. Nếu các bạn muốn biết cá gì nướng thì các bạn hãy đi xem hết video của anh em chúng tôi nhá. Trời, hôm nay nó lại rét đấy các bạn ạ. Chúng tôi cũng rét run hết cả người. Đây, có được cá. Đây là gì? Xấu ấy. Có múc. Nó có cái lỗ cá tận đá này. Ừ, có chai này. Ui, tí chai nướng. Ừ. Đúng. Chết. Cút. Ô. Ôi. Thì dạ cho sâu xuống đâu ấy. Lấy con dao kìa. Hố nào? Ừ. Bao nhiêu hố nào? Cái này đi vào bờ bắt mấy con rô phi trong có rô phi bắt thôi. Bà tao này đi ngủ đâu nữa cậu ơi. Các bạn đã thấy gì chưa, nhưng mà tôi thấy đấy. Rất lắm đấy. Ôi giời ơi. Sâu ấy nhỉ? Đấy, quả vào bờ đi. Lấy giờ chả được con nào vậy? Trời rét lắm rồi, chả lại đi. Rét lắm rồi. Ở lên đi. Bỏ lớp lại nữa không có, chỉ có về bờ đấy. À, ốc các bạn. Mà bao nhiêu cái hố, ui. Chưa có hố được quá. Sao sợ đuôi chả này? Xem con gì? Dạ ôi, cái gì hay. Ô. Ô. Phi đó nhỉ ạ. Tô Phi chép đi. Bắt. Ê, nó đánh cái vào tay rồi. Ôi giời ngu. À, đâu thế? À, to. Tao đây có cái hố, tôi mò thử con nào. Ô. À. Ôi ngon, dí giỏi ơi, tôi thả được rồi. Đấy, đây, tao có cái hố ở đây này. Để tao mò thử con nào. Ô, đây cũng hố. Đây con nào mày? Con mày đỏ thế nhỉ? Thôi, tao lên bờ, tao lướt trước đi. Ừ, mò thêm một con nữa, một thằng con. Thôi đi kìa, ai có người ăn. Tao lên bờ tao nướng trước. Ô khốn nạn. Tao lên bờ tao nướng trước. Được. Ừ, tao rét lắm. Toàn ốc vậy chứ. Được mỗi con. Xem, đi vào bờ xem có hố nào ấy. Có hố thì bọn ấy kiểu nó ở nhà đấy. Ở đây có mấy cái hố nè. Tao đang đi tìm. Đấy, tao móc mấy hố, chẳng hố nào có gì cả. Ừ. Mà từ đây tao lên, tao đây tao lạnh lắm rồi. Tao được con này, tao lên. Có cái hố này à? Mưa này dọn bể, ngủ hết rồi. Đi ra đâu hết đấy. Mình lên đi. Ừ. Đợi tí. Anh nhìn ra tao mới thôi. Hai thằng em gõ nữa, tí về cho nữa. Thế mà nên mà chết bếp trước đi. Ừ. Nên là chết bếp trước đi. Nên chết bếp đợi. Đợi tao mò bố con nữa này. Đây lại có hố này. Khỏe thế nhỉ.
Vẫn lạnh rồi. Lạnh lắm, không sao được. Ôi, một cá này không? Tay nhảy. Ua, sụp quá mẹ. Đồng chí này xuống, cởi chân ra. Ôi, em đi sờ thuyền tàu lá đi. Sao giờ cái đỏ thế nhỉ? Các bạn ơi, mình làm con này còn đâu được thằng béo cạn nó. Tôi về tôi lưỡi chưa? Sao không? Vẫn dậy các bạn ạ. Vẫn dậy. Vẫn dậy, vẫn dậy. Lúc vừa đánh tôi cái mà tôi chảy hết cả máu tay này. Ui. Tao về tiếp bếp nhá. À, đi về tiếp bếp trước khi tao cố mò con nữa. Sao mày đi về cho con ốc? Được không? À, không mò được cho con ốc được. Con nó mò ăn không? Nha. Ok, ok. Đây lại có cái hố nữa mà trắng. Ui được cá mày ơi. Ui. Làm con đâu phí nữa. To hơn của tao kìa. Lăn lên xem nào. Lăn lên hai. Dẫn lên cái mất. Ui giời. Lại được con đường. Ui. Cái gì ạ? Con này nó còn mày hả? Ôi ông đớm thơm mắt đấy. Con này còn tao. Lại tao lên. Ui ui. Tí sao anh con to nhỉ. Ui giời. Anh em tôi đã mò được hai con các bạn ạ. Cho anh em xem tôi lên nướng cá. Bây giờ lên này các bạn. Lên nướng cá này. Nhắc quá mẹ. Trời ơi. Ôi nhà mình cũng đỏ mỏi mỏi hai con này. Thế không có dọn bể nhỉ. Mùa này chắc được hết đi. Mùa này đi ngủ đông hết rồi. Ủa ủa. Thật ôi trời ơi. Ok anh em nhá. Tôi phải đã làm xong. Nhưng mà anh em chúng tôi hôm nay vội quá không chuẩn bị cái gì ướp tẩm ướp gia vị. Nhưng mà tí nữa tôi đã chuẩn bị một bát súp. Để tôi giờ anh em chúng tôi sẽ đầy bếp. Đi kiếm một đồ gầy nhá. Rớp rớp. Gầy. Ui rét quá mẹ. Nhanh gật nhanh ngồi tí ấm. Bật lưới. Cho cái loại này vào. À xin nhé. Ừ. Được. Được. Trời ơi, cái này như này luôn. Ở đây cho nó hơi nóng. Nhìn ảnh cho đấy. Ôi đừng đừng. Ở đây.
tí nữa nhá. Hay là bây giờ nhá, cho đi chặt cái que tí, đặt ngang này, đặt con cá nằm ngang ra cho chín. Nó sợ để này tí nó chín tuột đi. Nhá. Nhá. Ừ. Nhá, mày ngồi đây nhá. Ừ. Các bạn ạ, rồi anh em tôi định nướng kiểu kia nhưng mà nó không thành công. Rồi anh em chúng tôi đã phải chuyển sang kiểu này để nướng rồi. Không phải gần quá, nóng. Xem anh em chúng tôi nướng cá hồng hết rồi bác. Bóp một tí hồng rực hết lên rồi. Là mày đây, tao lấy ớt cái nhỉ, muối tao làm súp đi. Ừ, mới làm súp đi, mà đã cái mà trông trông đã phải chuẩn bị mang sẵn rồi, sẵn đồ gà rồi. Mùi gia vị hôm nay là anh em chúng tôi là không mang luôn. Ăn nhiều ớt không? Càng cay càng tốt. Cho hết vào nhá. Đổi phí quá. Này ra đủ rồi chứ. Này ra đủ cây chứ. Mày để đi chặt một cái đi chặt cái lá chuối mới, đừng căng. Từ. Chín rồi. Căng. Lấy 10 phát. Lấy 10 phát xong cây không? Cho tao mới ra. Đỏ có như gạo là sát gốc vào đít nè. Chín rồi. Ui vỡ thịt rồi các bạn ạ. Chắc của tôi chín rồi đấy. Nè, cho lên thử ra. Tôi sẽ cho lên thử. Chắc của tôi chín rồi các bạn ạ. Vỡ ếch thịt rồi này. Trời thơm. Các bạn nhìn này. Không sống luôn. Chín luôn. Chỗ là cái da của nó ấy này. Chị đi ăn xì cái da này. Ăn thử cái da. Mất da thôi. Ăn thử nào. Cái quái. Nóng quá. Cái vậy này. Ăn thử cái da. Nồi khét các bạn. Nồi khét này. Nồi khét bạn. Chín này mẹ. Chín rồi. Đẹp quá. Đã nó làm bắt chấm hơi cay. Cay á? Ừ. Để này, để cho lốt mấy ớt vào, cho hết cay. Tuyệt vời. Chín rồi. Không, mặt trời. Chín rồi đấy, ăn đi. Không. Chín rồi. Tao đang vừa đứng kỹ.
Ủa, chín rồi chị ăn. Con của mày nó nát thế. Nó chín quá nó nát. Thôi cho lên nhá. Xong các bạn ạ. Tôi đã nướng xong. Và tôi sẽ không ăn cái da này. Tại thằng thằng béo vừa nãy nó bảo là ăn cái da này nó hơi khét. Ủa, quánh hơn mày mà. Ừ, còn mày quánh. Các bạn này, cái của tôi nó quánh hơn của thằng béo. Ngon quá các bạn ạ. Chết. Mặt à? Ăn từ nãy giờ quên luôn mà các bạn. Mời các bạn ăn cá của anh em chúng tôi nhá. Ủa nó ngon quá các bạn. Ngon quá. Quên. Quên hết nỗi về. Phê. Nhưng mà ăn của tôi nó quánh hơn của thằng béo. Bạn nhìn này. Nhìn thấy chưa? Không có nước luôn. À, nóng quá. Ủa. Ăn đoạn này quá. Cái này mà có tí rau nữa thử đồ ăn. Ủa, có tí rau rau mới dư. Ôi. Phê. Cái này còn mình hơi cháy. Ủa. Ăn này có năng chỉ về khỏi ăn cơm. Cả ra giờ có 3 con như này nữa. Ui rồi. Bánh phát hết luôn. Thôi. Ông này người béo ơi. Hốc ít thôi. Cho nó giảm béo. Bố mẹ nuôi mãi vô béo được ông. Bắt nó giảm cân. Ui các bạn nhìn này. Nguyên miếng thịt cá ra cá này. Ui các bạn nhìn này. Ôi hẳn. Ủa. Phê. Không cay à? Hả? Mày nhớ không cay à? Không phải không cay, mà là nó rét không chịu được. Phê. Ăn vào cho tí động lực nóng ngại không ngại. Cái miếng này là miếng chốt hạ các bạn ạ. Ngon quá. Cái con của mày ngon. Con này tôi đã thêm mấy con nữa. Ăn thầm mùi cũng sướng quá. Tạc sương. À, tí học. Thôi các bạn ạ. Các bạn ạ, anh em video của anh em chúng tôi sẽ đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và share và chia sẻ video này. Nhớ là nhấn đăng ký kênh ở bên dưới các bạn nhé, góc màn hình. Còn các bạn có ý tưởng gì hay hãy để lại bình luận bên dưới các bạn nhé. Và anh em chúng tôi sẽ chào các bạn.